Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh tin tức 24 h TV, kênh cập nhật liên tục những tin tức an ninh thời sự đáng chú ý trong nước và thế giới. Ngày sau đây, mời quý vị cùng đến với những tin chính có trong ngày mà các biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Kính thưa quý vị, trong bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ hôm nay, xin kính mời quý vị và các bạn đến với tin chính sau đây. Bắt phó công an quận Đồ Sơn để điều tra về hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung bị khởi tố thêm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn. Trần Dung đối tượng tội phạm Hàn Quốc nguy hiểm có lệnh truy nã quốc tế vừa bị công an bắt nóng. Bộ Công an tiết lộ với kết quả mở rộng vụ sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả. Tuyên xử 35 năm tù giam cho các đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép. Đối tượng giả danh cảnh sát hình sự, 6 lần nhận tiền chạy án, lĩnh 7 năm tù. Người đạp đổ bàn nhân viên y tế ở thành phố Hồ Chí Minh bị phạt 3 triệu đồng. Nữ chủ quán cùng 5 người tụ tập ăn nhậu bị phạt tổng cộng 90 triệu đồng. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng cập nhật nội dung chi tiết. Mở đầu là tin nóng, bắt công an quận Đồ Sơn để điều tra về hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án. Kính thưa quý vị, ngày 24 tháng 7, nguồn tin từ cơ quan chức năng cho biết, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã khởi tố bắt tạm giam đối với Trung tá Phạm Quang Tuấn, Phó trưởng Công an quận Đồ Sơn để điều tra về hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án vụ việc. Ông Phạm Quang Tuấn, Phó trưởng Công an quận, còn đảm nhiệm Phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Đồi Sơn, ông bị bắt vì liên quan tới vụ bắt một nhóm bay lắc sau đó lại thả. Liên quan tới vụ án này, cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng khởi tố cho tại ngoại đối với một cán bộ đội quản lý hành chính về trật tự xã hội công an quận này. Đó là thượng úy Vũ Duy Thanh, sinh năm 1988, Chú quận Đồi Sơn. Trước đó, ngày 20 tháng 1 cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao khởi tố bắt giam thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, phó đội trưởng đội điều tra tổng hợp công an quận Đồ Sơn. Đến ngày 11 tháng 5, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã thực hiện bắt Trung tá Đinh Đình Việt, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, Thượng úy Đỗ Hữu Dũng, phó đội trưởng đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Thượng úy Nguyễn Viết Công, cán bộ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Các cán bộ công an này bị khởi tố bắt giam do liên quan tới vụ công an quận Đồ Sơn bắt giữ nhóm bay lắc tại quán karaoke HS86 ở phường Hợp Đức, nhưng sau đó lại được thả ra. Vụ việc bị vỡ lở khi một cán bộ đội điều tra tổng hợp công an quận Đồ Sơn là thiếu tá ca đứng ra tố cáo, đồng thời xin ra khỏi ngành. Theo ông ca, dạng sáng 13 tháng 11 năm 2020, sau khi có tin báo, đội điều tra tổng hợp của ông cùng đội quản lý hành chính đột kích quán karaoke phát hiện tại phòng VIP 5 có 17 người có dấu hiệu bay lắc, trong phòng có tăng vật. Tại khu vực lễ tân và quanh quán có có 11 người khác. Sau khi lập biên bản, 28 người này được đưa về trụ sở phục vụ điều tra. Qua xét nghiệm, có 25 người dương tính. Thiếu tá ca tham gia lấy lời khai của hai người xương tính, nhưng sau đó được chỉ đạo dừng lấy lời khai. Tối 13 tháng 11 năm 2020, nhóm người bay lắc được lần lượt cho về, mặc dù theo quy định, sau khi thu giữ, tăng vật phải giám định làm rõ nguồn gốc, làm rõ việc tổ chức sử dụng để phục vụ công tác điều tra xử lý. Theo ông ca, sau đó các cán bộ đội điều tra tổng hợp được chỉ đạo làm lại hồ sơ, nhưng các cán bộ này không chấp nhận một đội khác đã phải thực hiện việc làm lại hồ sơ này, dù đội này không liên quan việc bắt rồi thả nhóm bay lắc. Tin tiếp theo, cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung bị khởi tố thêm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn. Kính thưa quý vị, ngày 24 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra C03 Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án và khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đức Trung, nguyên chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định tại điều 281 Bộ luật hình sự năm 1999. Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và một số đơn vị liên quan được tách ra từ vụ án xảy ra tại công ty Nhật Cường và một số đơn vị liên quan theo quyết định tách vụ án hình sự số 01/CSKT-P9 ngày 7 tháng 1 năm 2012. Đây là vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo. Trong vụ án này, C03 đã khởi tố các ông Nguyễn Tiến Học, nguyên phó giám đốc Sở Khoa học và Đào tạo Hà Nội, bà Phạm Thị Kim Tuyến, nguyên trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư và Lê Duy Tuấn, giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Đông Kinh. Cả ba người trên cùng bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3, điều 222 Bộ luật hình sự năm 2015. C03 cũng khởi tố bổ sung tội danh này với Bùi Quang Huy, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Nhật Cường. Bị can này hiện đang bỏ trốn và chịu lệnh truy nã quốc tế. Liên quan ông Nguyễn Đức Trung ngày 11 tháng 12 năm 2020, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã phạt vị này 5 năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước do có hành vi chiếm đoạt tài liệu điều tra vụ án Nhật Cường. Một tuần sau, ban chấp hành Trung ương khóa 12 quyết định khai trừ ông Trung ra khỏi đảng. Chương trình sẽ được tiếp tục với thông tin chân dung đối tượng tội phạm Hàn Quốc nguy hiểm có lệnh truy nã quốc tế vừa bị công an bắt nóng. Kính thưa quý vị và các bạn, Mới đây, các đơn vị nghiệp vụ công an Hà Nội vừa hoàn tất thủ tục bàn giao đối tượng truy nã quốc tế cho cảnh sát Hàn Quốc. Trước đó, quá trình kiểm tra ra soát địa bàn, công an phường Hà Cầu, quận Hà Đông phát hiện người đàn ông nước ngoài có nhiều biểu hiện nghi vấn. Kết quả xác minh, đối tượng tên Kim Jong Su, quốc tịch Hàn Quốc, đã bị cảnh sát Hàn Quốc phát lệnh truy nã quốc tế về tội danh tổ chức nhập cư trái phép. Ngày 17 tháng 7, công an quận Hà Đông tiến hành bắt giữ Kim Jong Su tại địa bàn phường Hà Cầu. Tối 21 tháng 7 tại cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội gồm Công an phường Hà Cầu, Công an quận Hà Đông phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bàn giao đối tượng bị truy nã quốc tế Kim Jong Su cho cảnh sát Hàn Quốc. Quá trình bàn giao tiếp nhận giữa hai bên, đối tượng luôn được Công an Việt Nam giám sát. Theo hồ sơ truy nã của Interpol, trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 1 năm 2018, Đối tượng Kim Jong Su đã làm giả hồ sơ để giúp nhiều người nước ngoài nhập cảnh Hàn Quốc. Tin tiếp theo, Bộ Công an tiết lộ về kết quả mở rộng vụ sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả. Kính thưa quý vị và các bạn. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 cho biết đang điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại công ty cổ phần in và văn hóa truyền thông Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Phú Hưng Phát và các đơn vị liên quan. Theo đó, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập trong quá trình điều tra vụ án, ngày 23 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại đội quản lý thị trường số 17, cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội và một số đơn vị liên quan. Đồng thời, nhà chức trách ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Việt Phương, nguyên phó đội trưởng đội quản lý thị trường số 17, nay là đội trưởng đội quản lý thị trường số 14. Phạm Ngọc Hải và Thành Thị Đông Phương, nguyên kiểm soát viên đội quản lý thị trường số 17, nay là kiểm soát viên đội quản lý thị trường số 14, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội, theo như tội danh khởi tố bổ sung nêu trên, áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam. Cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các quy định và lệnh tố tụng nêu trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt các quy định và lệnh nêu trên đối với ba bị can, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra, củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra vụ án đối với các tổ chức cá nhân liên quan, xác minh thu hồi tài sản theo quy định của pháp luật. Chương trình sẽ được tiếp tục với thông tin tuyên xử 35 năm tù giam cho các đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép. Thưa quý vị, mới đây Tòa Nhân dân tỉnh Cao Bằng với xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Nông Văn Hòa sinh năm 1997, Phương Văn Kế sinh năm 1995, Hoàng Văn Ba sinh năm 1997, Lưu Văn Trường sinh năm 1989, cùng chú tại xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Theo cáo trạng, Nông Văn Hòa được một người đàn ông tên Sang thuê đưa người xuất cảnh sang Trung Quốc. Nguyễn Văn Hòa tiếp tục thuê kế, ba và trường, đưa dẫn 25 người từ xóm Bảng Dít, xã Đàm Thủy, huyện Trung Khánh, đến mốc 820 trên 2 thuộc địa phận xóm Lũng Phiác, xã Đàm Thủy, để những người này xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, với số tiền công thỏa thuận 500 nhân dân tệ trên người. Sau khi bị lực lượng chức năng Trung Quốc phát hiện bắt giữ, nhóm 4 đối tượng này và 25 người xuất cảnh trái phép được trao trả lại Việt Nam và đưa đi cách ly theo quy định. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nông Văn Hòa 10 năm tù, Phương Văn Kế 9 năm tù, Hoàng Văn Ba và Lưu Văn Trường, mỗi bị cáo 8 năm tù cùng về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Tin tiếp theo, đối tượng giả danh cảnh sát hình sự 6 lần nhận tiền chạy án lĩnh 7 năm tù. Kính thưa quý vị, mới đây tòa nhân dân tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Văn Huấn, 39 tuổi, trú xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn, Nghệ An, 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ, trước đây Huấn có biết một cán bộ tên Huy làm ở phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Nghệ An, sao vụ xử lý và trạm giao thông. Từ đó, Huấn đi giới thiệu với nhiều người, tôi tên là Huy làm cảnh sát hình sự. Tháng 11 năm 2020, với các mối quan hệ Huấn biết bà TTK, chú huyện Diễn Châu, Nghệ An, có chồng bị bắt trong vụ án vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Huấn vào ca, gặp nhau tại quán cà phê. Huấn giới thiệu, tôi tên Huy, công tác tại phòng hình sự. Huấn cam đoan sẽ lo chạy cho chồng của bà ca không bị xử lý hình sự, không phải ngồi tù. Huấn cũng bảo bà ca chuẩn bị tiền để chạy án. Bà ca tưởng Huấn là cán bộ cảnh sát thật. Tháng 11 năm 2020, đến cuối tháng 12 năm 2020, Huấn 6 lần yêu cầu bà ca đưa 260 triệu đồng. Sau khi đưa tiền, bà ca chờ đợi thấy Huấn không lo được việc như Huấn hứa nên đã đòi Huấn trả lại tiền. Ban đầu, Huấn trả cho bà ca 70 triệu đồng, rồi tiếp theo cầm 190 triệu đồng đến trả tiếp. Tuy nhiên, Huấn cũng xin cho bà ca số tiền 20 triệu đồng chi phí đi lại. Ngày 22 tháng 2, bà ca làm đơn tố cáo Huấn lên cơ quan công an biết mình bị tố cáo, Huấn xin đầu thú về hành vi phạm tội và tự nguyện giao nộp 10 triệu đồng. Tại tòa, Huấn tỏ ra ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, xin được giảm nhẹ hình phạt. Tin tiếp theo, người đạp đổ bàn nhân viên y tế ở thành phố Hồ Chí Minh bị phạt 3 triệu đồng. Kính thưa quý vị, chiều 23 tháng 7, Tổ tiếp nhận thông tin phòng chống dịch COVID-19 thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè có báo cáo về vụ việc người đàn ông quát tháo, đạp đổ bàn làm việc của nhân viên y tế xảy ra trên địa bàn xã Phước Kiển. Theo báo cáo lúc 15 giờ 40 ngày 21 tháng 7, Tổ y tế xã Phước Kiển có mặt tại khu vực cuối đường số 9, khu dân cư La Villa, xã Phước Kiển để thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân. Tuy nhiên lúc này, Thời tiết không đảm bảo tốt cho công tác bảo quản mẫu và gây khó khăn cho quá trình thực hiện việc lấy mẫu. Trời có dấu hiệu chuyển mưa to kèm theo gió lớn. Bác sĩ tổ trưởng tổ công tác đã hướng dẫn các thành viên di rời trang thiết bị, vật tư y tế, hồ sơ và khuôn viên căn hộ số 73, đường số 9 hiện không có người ở. Đồng thời, đặt một bàn tiếp nhận mẫu và một cây dù to dưới lòng đường phía trước căn hộ số 75. Đến 15 giờ 55 phút cùng ngày, ông Quy sinh năm 1982, tạm trú căn hộ số 75, điều khiển ô tô về đỗ gần đó, lớn tiếng quát nạt các nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ, yêu cầu tổ công tác di rời đi nơi khác. Ông Quy đồng thời dùng chân đạp ngã bàn tiếp nhận mẫu đang được đặt dưới lòng đường, làm cho hồ sơ và tư y tế trên bàn chưa có mẫu bệnh phẩm bên trong rơi xuống mặt đường. Lúc này, tổ công tác tiến hành can ngăn ông Quy và thu nhặt vật dụng hồ sơ, di rời bàn tiếp nhận mẫu đến khu vực cuối đường số 9 để thực hiện nhiệm vụ, nhưng ông Quy tiếp tục lớn tiếng, sau đó điều khiển ô tô bỏ đi khỏi hiện trường. Toàn bộ vụ việc được một nhân viên tổ y tế xã Phước Kiển quay lại đưa lên mạng xã hội, từ đó gây bức xúc trong cộng đồng mạng. Sau đó, Thường trực huyện ủy Nhà Bè chỉ đạo các đơn vị vào cuộc xác minh sự việc. Công an xã Phước Kiển vận động người thân của ông Quy liên lạc, đề nghị ông trở về nhà số 75 để phối hợp cơ quan chức năng giải quyết vụ việc sau khi ông quy trở về qua làm việc ông trình bày lý do hành động như trên là vì nóng nảy lo sợ việc lấy mẫu tại khu vực trước nhà mình gây lây lan đại dịch cho những thành viên trong gia đình cho rằng tổ y tế xã phước kiển chưa thực hiện đúng yêu cầu của công tác phòng chống dịch công an xã phước kiển lập hồ sơ ban đầu chuyển lên công an huyện nhà bè để tiếp tục xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật công an huyện nhà bè khẩn trương xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật, phối hợp Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Nhà Bè, củng cố hồ sơ, xử phạt hành vi vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với ông Quy với số tiền 3 triệu đồng. Về hành vi cản trở người thi hành công vụ, theo điểm A khoản 2, điều 20 của Nghị định 167 ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng tống đạt quyết định xử phạt và ông Quy chấp hành thực hiện quyết định xử phạt. Tin tiếp theo, nữ chủ quán cùng 5 người tụ tập ăn nhậu bị phạt tổng cộng 90 triệu đồng. Kính thưa quý vị, ngày 24 tháng 7, Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh cho biết, ra quyết định xử phạt 6 người tụ tập ăn nhậu bất chấp quy định giãn cách xã hội Trước đó, tối 21 tháng 7, Tổ liên ngành Ủy ban nhân dân phường 1, thị xã Duyên Hải do Thiếu tá Trương Văn Giang, trưởng Công an phường làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19. Khi tổ công tác đi đến đoạn thuộc khóm 4, phường 1, thì nghe phía bên trong quán ăn của bà T, 37 tuổi, có tiếng nói chuyện ồn ào. Tổ công tác tiến hành kiểm tra, phát hiện bà T cùng 5 người khác đang tụ tập ăn nhậu. Lực lượng chức năng lập biên bản ra quyết định xử phạt mỗi người 15 triệu đồng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của tin tức 24 giờ TV. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều, mời quý vị hãy cùng để lại trong phần bình luận video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của tin tức 24 giờ TV.